Xin chào các bạn khán giả đã đến với channel Không Giới Hạn New. Như các bạn đã thấy thì thế giới động vật luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị, từ những khoảnh khắc hài hước đến những bất ngờ về độ lém lỉnh thông minh của chúng. Hẳn là 500 anh em còn nhớ đến nhân vật huyền thoại vang danh một thời, chiếm sóng trên mọi video của channel Không Giới Hạn New. Và đó chính là Khá Lửng chứ còn ai vào đây nữa. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một nhân vật không hề kém cạnh về mức độ lầy lội và lém lỉnh của idol Khá Lửng. Từ việc sẵn sàng vả thẳng vào mặt thằng nào dám cướp miếng cơm của mình, cho đến việc đêm hôm rình mò như thằng ăn trộm, rồi là rất nhiều những khoảnh khắc thú vị cười ẻ như vậy. Xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn nhân vật trong video ngày hôm nay mang tên John Martin. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem loài động vật này có gì thú vị nhé. Để bắt đầu lên chương trình thôi. Lui. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. John Martins, hay mình gọi là Marten đi cho nó thân thiện nhá. John Martens, hay còn gọi là chồn ngực vàng, có tên khoa học là như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Đây là một loài động vật có vú thuộc họ chồn và thuộc bộ ăn thịt. Chồn ngực vàng thường định cư trên những cây thông cao vút thuộc vùng rừng núi Nilgiri, miền Nam Ấn Độ. Sở hữu gọi chúng là chồn ngực vàng bởi chúng có bộ lông màu đen cùng với phần ngực màu vàng nổi bật. Với cân nặng khiêm tốn chỉ khoảng 2 cân thôi, dài khoảng 1m bẻ đôi cùng với cái đuôi dài 20cm, đã tạo điều kiện cho chúng thoải mái leo trèo và nhảy nhót trên cây. Với một vóc dáng nhỏ bé như thế thì ít ai ngờ rằng chúng lại là một loài ăn tạp. Chúng có thể đánh chén cả thế giới mà không ngán bất kỳ cái gì, từ ăn chay đến cả ăn mặn thì cũng trời tất. Vì vậy, thức ăn của chúng đa dạng từ các loài chim nhỏ đến các loài côn trùng, đôi khi còn bon chen với cả những cái món ăn heo thì như là rau xanh và hoa quả nữa. Nếu như mà chỉ dừng lại ở mức ngoan hiền có gì ăn nấy thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà không phải tự dưng người ta lại nói hổ báo cáo chồn đâu nhá. Bởi đây là bốn loài danh mãnh và gây gớm bậc nhất trong thế giới động vật. Đúng là như vậy, chồn ngực vàng thì rất là thích săn những con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Cụ thể là vào năm 2019, một con gấu trúc 3 tuổi đã phải đau đớn hứng chịu nhiều vết thương sau cuộc tấn công của một bầy chồn ngực vàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng chú gấu trúc kia vẫn không thể qua khỏi. Đấy, các bạn đã thấy chúng máu liều nhiều hơn máu não chưa? Đến các loài vật biểu tượng của Trung Quốc mà chúng nó còn không nể nang, thì thử hỏi trên đời này có cái điều gì mà chúng không dám làm nữa cơ chứ? Với tập tính xã hội cao, chồn ngực vàng thường tổ chức những buổi đi săn tập thể. Phương châm sống của chúng là thanh xuân như một ly trà, sống không cả khịa, mất cái thanh xuân. Thành ra là chúng rất là hăng đi gây gổ khắp mọi nơi và gần như không ngán bố con thằng nào cả. Cũng tương tự như người anh em Khá Lửng thì vũ khí nguy hiểm nhất của chồn ngực vàng là sự kết hợp giữa sự liều lĩnh và cơ thể dẻo dai đầy linh hoạt. Đây đây đấy, vừa dứt lời xong thì nó đã định sơi luôn một em sóc khổng lồ Ấn Độ rồi các bạn ạ. Rảnh quá nên là rủ sóc chơi trò để bắt hết thời gian vậy. Út tà tà, đưa anh bắt được em. Nhưng mà sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột mà vờn mãi không được, em chồn bắt đầu dở thói cục xúc và nóng tính. Nói thì nói vậy chứ một khi chồn ngực vàng đã thích thì đố đứa nào dám cản nổi. Chả thế mà sóc dù có trổ tài, bay lượn rồi là nhảy múa các kiểu thì cũng phải đầu hàng. Khổ thần. Lần sau cạch mặt con chồn bẩn bựa đấy ra nhá. À mà làm gì còn lần sau nữa. Cứ tưởng rằng là chỉ có mấy đứa tăng động thích nhảy nhót khắp nơi như là sóc mới bị chồn ngực vàng cho vào menu, chứ thuộc dạng biết điều như khỉ đây mà thỉnh thoảng cũng bị lọt vào tầm ngắm của con chồn hung dữ này đấy. Một em khỉ hội tụ đủ yếu tố, khỏe mạnh và tinh danh thì sẽ không thua kém, thậm chí còn có thể vượt xa chồn về độ nhanh nhẹn trên cây. Đi kèm với đó là một hàm răng lớn, đôi tay cầm nắm có khi còn chặt hơn cả nhiều anh nắm tay người yêu cũ. Với thêm cả cái khả năng phòng vệ tập thể thì chồn chắc là không dám cả khịa vì đam mê thôi, chứ làm sao mà chiến lại được với khỉ. Thế nhưng mà đấy là mình nói, còn con chồn nó không nói thế các bạn ạ. Nhiều loài khỉ trở thành mục tiêu đầy rủi ro với chồn ngực vàng. Ví dụ như là ông bạn số nhỏ này đây, thấy cái mặt thằng chồn này là muốn quay đít đi rồi, thế mà nó lại cố tình trêu người nữa chứ. Ây, ông anh có quả đuổi của anh xả lách đấy, cho cầm chơi phát nào. Này, mày lượn ngay cho nước nó trong, đừng có để tao nòng máy cháy buji nhá, cái thằng bắt con kia. Thì cầm tí thôi, làm gì mà căng như dây đàn thế. Nào, nghiêm túc nha. Đang lên sóng kìa, đã bảo anh có máu buồn, cứ động vào cái bộ phận nhạy cảm là như nào nhỉ. Thì cho cắn miếng đi, cho cắn miếng đi mà nhá. Thôi nha, đùa hơi quá rồi nhá. Anh là anh dỗi rồi đấy. Với bản tính tham ăn có gia phả của chúng thì không khó để có thể bắt gặp những khoảnh khắc như thế này.
khi thấy đồ ăn là quên mất mình là ai cũng như là đang ở đâu. Chả biết là có phải ngá đáo hay không mà ẻm tưởng mình biết bay như chim nên là nhảy bổ vồ vập lấy chú chim sinh không cần lý trí. Ôi giời, giật hết cả mình. Cái chú hổ báo cáo trồn vai nhưng gặp chị là sai đối tượng rồi. Trẻ rách. Vốn là một đứa thù dài, Trồn quyết tâm trả bằng được mối thù này bằng cách đêm đến khi mà chị mẹ vắng nhà. Với cái đẳng cấp của một cao thủ trộm vặt, nó mò vào tổ chim để bắt cóc và chén những chú chim non vô tội. Đen cho nó là tất cả những hành động trên đã bị camera nhà dân ghi lại. Giờ thì chuẩn bị mà lên phường uống nước thôi chứ còn chần chừ gì nữa. Bằng chứng sờ sờ ra đây, mày cãi làm sao được. Ở đời trộm cắp có bao giờ bền được đâu, bỏ đi mà làm trồn tử tế em ạ. Đấy, đã bảo trên đời này có cái đứa nào mà không sợ trời, không sợ đất. Ngoài khá lửng ra thì chắc là chỉ có cái con trồn ngực vàng này thôi các bạn ạ. Đến con người đi xem đá bóng còn phải ngồi ngoan ngoãn như cún để theo dõi. Ấy thế mà nó lại tự cho mình cái đặc quyền là vào sân không cần xin phép. Đa thế lại còn chạy loang quăng như con mèo hoang chó dại, khiến cho mấy anh cầu thủ đẹp trai cứ bị rối tít mù lên. Kể cả trọng tài có tặng cho nó vài cái thẻ đỏ, thậm chí là cả thẻ vàng thì cũng không ăn thua luôn. Và đương nhiên trận đấu đã bị tạm dừng chỉ vì cái con trồn ngực vàng này. Bên cạnh đó thì các cầu thủ thay vì đá bóng đã phải chuyển sang một cái bộ môn mới, đó là đi vồ trồn. Tưởng không khó mà nó lại khó không tưởng nhá. Nhưng mà cuối cùng cầu thủ số 3 đã tay nhanh hơn chân. Anh này đã cực kỳ là nhanh là vồ được chúng em trồn để trả về cho ban tổ chức. Tôi đề nghị nhé, huấn luyện viên đội tuyển chuyển anh sang ngay cái vị trí thủ môn ấy, đảm bảo là bắt phát nào chúng phát đấy. Còn ban tổ chức nhé, lần sau là dán ngay cái biển là không phận sự cấm vào bên ngoài sân cỏ kìa. Dù không ghi bàn nhưng vẫn biết cách tỏa sáng trên sân cỏ thì em trồn nhà ta lại tìm ra thú vui mới, đó là rình mò vào nhà dân để ăn vụng. Khổ nỗi trời lại tối quá, chả nhìn ra cái gì cả, cứ đi theo tiếng gọi của mùi thức ăn thôi. Úi dồi ôi, hú hồn, hóa ra là ả mèo đang ngồi canh đĩa thức ăn như là canh mã tổ. Tính rút lui nhưng mà đang lúng lúc này cái dòng máu cà khịa nó lại nổi lên các bạn ạ. Đấy, không biết làm thế nào, trồn lao vào. Đấy, thế là trồn vừa ăn cướp vừa la làng, đi ăn trộm rồi còn đánh mèo nhà người ta chạy phọt cả rắm luôn. Sau đó nó ngay lập tức mặt dày chuyển từ sân ra bếp để đánh chén công khai luôn, chứ vụng trộm làm cái gì nữa cho nó mệt mỏi. Đến ạ với cái sự liều lĩnh của anh trồn này, xin bái phục, bái phục. Và một ngày trời nắng cực đẹp, nắng cực luôn, trồn đang buồn ngước lên trời định than thần trách phận cái sự đời này, thì gặp ngay một em na đang đi đu đưa trên cành cây. Thiên thời, địa lợi thì mình hòa vào nhau thôi na ơi. Thị na nghe rõ không? Trả lời cái xem nào. À, lại còn giả điếc à. Điếc thì cũng phải xuống đây chơi với anh cho vui. Chả biết vui vẻ gì không nhưng mà nó lại cạp thẳng vào đầu bé na thì đúng là bố láo quá rồi. Úi dồi, đấy lại còn lôi nhau vào chỗ tối thế kia thì chúng nó làm gì nhau nữa thì mình cũng không biết. Tuy nhiên, qua những hành động vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng trồn ngực vàng là một gương mặt cực kỳ sáng giá trong làng cà khịa của channel không giới hạn New. Những tưởng ghê gớm đanh đá như trồn ngực vàng sẽ bị bật chế độ xanh lá, tức là xa lánh, nhưng không, trồn ngực vàng New Giri lại là những công nhân cần mẫn được người dân địa phương vô cùng là yêu quý, và họ còn chăm sóc chúng để sản xuất ra thứ thức uống đặc biệt có tên là trồn phê cà, cà phê trồn. Nghe cà phê trồn thì hẳn nhiều bạn đã biết bởi vì sự đắt đỏ và xa hoa đến bạc triệu của nó, nhưng mà ít ai biết được rằng để tạo ra được thứ cà phê đặc biệt này, nó là cả một bầu trời biết ơn. Khi đi săn trộm cà phê, được thưởng thức những hương vị thơm ngon của quả kỳ lạ, trồn ta cũng không quên trả lại cho người dân nguyên cả hạt. Đúng như câu nói ăn một quả trả một cục vàng, khi mà hạt cà phê được thải ra từ phân trồn, có cái hương vị nó lồng làng lắm. Nghe các ông hút vào bảo, các ông uống vào bảo là nó đậm đà, thơm hơn rất là nhiều so với cà phê bình thường. Chả thấy mà trồn được mời về, thậm chí là đưa luôn vào cái khu chăn nuôi, nuôi dưỡng ấy, để ăn hạt cà phê everyday. Như kiểu là thú cưng vậy. Từ một đứa chuyên phá làng phá xóm, bây giờ nó lại trở thành một cái nồi cơm bát mắm, nó trở thành một cái máy in tiền cho người dân. Thôi thì âu cũng là mừng trong một cái phận đời biết cải tạo. Đấy các bạn ạ, cái con trồn này nó còn biết cải tạo để nó làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì không có lý do gì mà chúng ta lại thua con trồn cả, đúng không? Vì vậy nên là các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì hãy like, share và subscribe đi, để chúng mình còn có động lực làm video khác. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Nhớ là like, share và subscribe không giới hạn New nhá. Mình sẽ trở lại vào cái khung giờ này ngày mai.